Ngày hôm nay cái chủ đề ngày hôm nay thì không có gì đặc biệt. Thì bài báo báo Đảng đã lên rồi và tin tức của Đảng TV cũng lên rồi. Thì bây giờ mình phải nói theo cái lời lẽ của Đảng ha. Chẳng hạn như những cái bài báo mà Đảng đưa lên thì nhiều lúc á nó nói nhưng mà dân của mình đọc không hiểu. Hoặc là tin tức của nó đưa lên nó chỉ nói là Đảng diễn, Đảng bàn và Đảng nói thôi chứ dân đâu có được nói. Chẳng hạn như bây giờ một cái bài báo nó lên nó nói là nó bắt 15 người bị cáo buộc khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất. Mà cái này là lúc nào? Từ lúc mà ngày 22 tháng 4 2017 cho tới bây giờ, là hôm nay là ngày 26 tây tháng 12 2017, là hơn tới wow, cái này là khoảng bao nhiêu, gần 10 tháng luôn ha, mà Đảng Cộng sản Việt Nam bịt miệng dân cũng hay thiệt. Mà tại sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Tân Sơn Nhất là một cái sân bay quốc tế, International Airport, là một cái sân bay quốc tế có cả ngàn cả triệu người ra vô một ngày, mà không phải người Việt không, mà có người nước ngoài, người mọi nơi đều kéo tới sân bay Tân Sơn Nhất. Mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất không bao giờ mà có một cái vắng bóng một người nào hết. Sân bay Tân Sơn Nhất, từ những cái luggage, những cái thùng hàng mà người ta đi ra đi vô đó, nó rất là nhiều. Và thậm chí lúc nào xung quanh từ sân bay Tân Sơn Nhất, ngay cổng sân bay Tân Sơn Nhất, lúc nào cũng có cả ngàn ngàn người đứng đó. Xe hơi, xe taxi và những cái xe khác đều lúc nào cũng có người ở đó mà hả, nó rất là nhộn nhịp và nó rất là hả ồn ào và lúc nào cũng đặt nghẹt người hết trơn á, mà không bao giờ thiếu người. Vậy mà một cái câu chuyện mà Đảng dựng lên mà mỹ dân được, mà che mắt được dân, mà bao nhiêu người mà tin tưởng vô cái chuyện này, là coi như là dân mình cũng là một cái mỹ dân á hả, là Đảng thành công trong cái sự mà nhồi sọ dân, mỹ dân rất là hay. Chẳng hạn như bây giờ á, mà mình nói cái vụ là 15 người bị cáo buộc khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất á, là ngày mà hôm nay nó mới xử nha, là ngày sáng 26 tháng 12 thì thành phố Hồ Chí Minh, cái tòa án nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử những cái 15 người này. Các bạn có nghĩ không? Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ mà có một cái chuyện lớn như thế này. Hiện tại bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đem một cái câu chuyện này, dựng một cái câu chuyện này ra thôi, hù dân. Từ cái ngày 22 tây tháng 4 2017, tại sao khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam bắt được những người này, tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không tung quan dinh lên là công an Việt Nam phá án rất là tài giỏi, rồi nào là hả cơ động Việt Nam, hả chìm nổi Việt Nam, là cài đặt khắp mọi nơi, lúc nào cũng có thể phá án, là coi như là sống ở trong đất nước Việt Nam lúc nào cũng được an toàn về an ninh xã hội hết trơn á. Nhưng mà hả, một cái câu chuyện lớn như vậy, phá án tại sân bay Tân Sơn Nhất mà ngày phút này không ai biết, từ cái ngày 22 tây tháng 4 tới bây giờ không ai biết, tự nhiên bây giờ lòi ra là có người xử án. Có phải là từ hả, nếu mà là tòa án nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và cảnh sát Việt Nam quang vinh tới mức độ mà bắt được người mà hả khủng bố đặt bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất mà tới 2 thùng lận, mà hả một cái hả bất cứ trên thế giới này nha, sân bay quốc tế nào, bất cứ sân bay quốc tế nào ở trên thế giới này mà có một cái sự khủng bố nào đó là hầu như là TV, báo đài ở trên nước Mỹ á đều lên tin tức hết, là ở sân bay bên Pháp có khủng bố đặt bom, sân bay bên nước này, sân bay bên nước nọ, mà sân bay nước Anh là bị khủng bố đặt bom nha. Mỹ là dân, là một cảnh sát quốc tế nói chuyên đi bắt khủng bố. Nếu mà chỗ nào có khủng bố là nước Mỹ lên tin tức hết. Mà tại sao sân bay Tân Sơn Nhất là sân bay quốc tế không nhỏ, không phải là không có tiếng tăm trên thế giới, vậy mà sân bay quốc tế có 2 cái thùng bom xăng mà điều khiển từ xa mới ghê nữa kìa. Bom xăng thường thường mình nhớ là người ta đổ vô cái chai rồi người ta thảy không à, còn cái này là 2 thùng cạc tông bom xăng. Bom xăng để cho thùng cạc tông hả binh đinh đinh tới đinh luôn cho nó rớt nó nổ à, cho nó cháy nó đổ xăng ra ngoài à. Đặt cái tin tức nào mà mỹ dân cỡ nào, mà nói láo cỡ nào cũng phải nói láo cho nó logic, cho một cái cho dân nó tin thì dân nó mới sợ. Còn cái này mà đặt chuyện mà nói như vậy á, dân nó còn khinh thường hơn Đảng hơn nữa. Thì cứ tính như vậy, sân bay Tân Sơn Nhất không phải là một cái sân bay nhỏ mà là một sân bay quốc tế.
mà có hả những cái em người ta đi đặt bom, người ta đi đánh phá, bọn người ta lợi cái lựa ngay cái chỗ mà hả sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào nó cũng có người hết trơn á, mà để cho người ta thấy hay sao? Ngu cũng như ngu vừa phải thôi, đâu có ai mà ngu tới mức độ đó. Chỉ có Đảng mà hả dựng ra một câu chuyện, mai mốt viết câu chuyện nào, viết câu chuyện nó phải có đầu có đuôi, có logic một chút xíu, dân nó mới sợ. Còn nữa, từ ngày 22 tới tháng 4 tới bây giờ không có, nếu mà bắt được cái này hả là phải đã hù dân được rồi. Đảng Cộng sản mà lúc nào hả từ con kiến nó xé thành con voi, từ con voi nó xé thành một cái Đảng Cộng sản Việt Nam khủng bố dân. Chỉ có cái vụ đi thư kiện nhà máy Formosa thôi á, là chưa có kịp thư kiện nữa là nó đưa một cái quân đội hả, cảnh sát cơ động, công an, bộ đội ra, nó chặn dân, nó đánh dân, ai khủng bố ai. Mà ngày phút này hả nó bắt được hả là cái vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất, phải là lên hả tôn sùng Đảng Cộng sản Việt Nam liền, đưa công an Việt Nam lên là thế giới liền, là bắt được khủng bố liền, báo đài đâu đưa lên hết. Tại sao mà hả ngại dán miệng được hết bao nhiêu ngàn dân ở sân bay Tân Sơn Nhất, mà cái câu chuyện mà đặt bom khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất không ai nghe, không ai biết hết. Rồi xong á hả, rồi đâu phải người Việt Nam không, người Việt Nam nhiều chuyện lắm, một câu chuyện nhỏ thôi. Lúc nào người Việt Nam ngày hôm nay ai cũng có cái smartphone hết đó, người ta có thể quay phim chụp hình được, mà nó nói hả là được an ninh sân bay, sau đó phong tỏa hiện trường ngăn chặn hậu quả, rồi quả bom xăng phát nổ, quả bom xăng phát nổ làm hành khách xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. Bao nhiêu ngàn hành khách ở đó xung quanh bỏ chạy, không ai ra kể cho người thân nghe, rồi không ai lên Facebook chụp hình rồi quay phim để cho dân trên toàn thế giới biết hết hả. Rồi còn nữa, an ninh sân bay sau đó phong tỏa hiện trường ngăn chặn hậu quả. Ủa, ngăn chặn hậu quả, phong tỏa hiện trường, vậy dân Việt Nam ngày hôm nay nó nhiều chuyện lắm. Đi đâu hả một con gà chết mà bị hả treo lên mà đánh đập chết, người ta cũng quay phim để lên Facebook nữa. Mà cái này là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, vậy mà không ai quay phim chụp hình là cái ngăn chặn hiện trường, rồi phong tỏa hiện trường để mà hả ngăn chặn hậu quả, không ai quay phim được hả? Bao nhiêu ngàn người đó không có người nào mà quay phim được hay sao? Rồi nữa, rồi quả bom xăng phát nổ làm hành khách xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. Hành khách tự nhiên hả quả bom xăng nổ như vậy mà không ai quay được phim, không bao nhiêu ngàn người Đảng Cộng sản Việt Nam bịt miệng lại hết hả. Rồi không có ai mà về nhà kể cho gia đình nghe, rồi không có ai mà quay phim chụp hình được để lên trên Facebook cho mọi người ta nghe hả. Rồi đâu phải dân Việt Nam không, dân quốc tế nữa, dân nước ngoài vô nữa, mà những cái trận mà hát sân bay quốc tế, nên nhớ nha, những toàn bộ sân bay quốc tế trên thế giới này một khi chỗ nào có khủng bố là Mỹ nó lên tin tức hết. Mỹ nó hay lắm, Mỹ là đã chuyên môn đánh khủng bố mà. Thành ra hả sân bay quốc tế Việt Nam mà bị khủng bố nổ xăng như vậy, nổ bom như vậy mà không có báo đài nào Đảng Cộng sản lên hết trơn á, mà báo đài nào mà ở bên Mỹ nghe chỗ Las Vegas mà có hả khủng bố, Đảng Cộng sản báo đài lên hết trơn à, mà hả bên Mỹ hả New York mà có khủng bố báo đảng lên hết, mà tại sân bay Tân Sơn Nhất có khủng bố, có bom xăng nổ, không báo đài nào lên được hết trơn á, hay ghê chưa. Muốn Mỹ dân hả, cái trò chiêu trò này xưa rồi, đừng có làm cho hề cho dân cười nữa Đảng ơi. Còn nữa, muốn chận cái miệng hải ngoại hả, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay không có chận được cái miệng của hải ngoại ở ngoài, truyền thông ở ngoài, chẳng hạn như tiếng nói mạnh nhất là của chị Lisa, thì đem bôi xấu chị Lisa chứ gì, không có làm được gì chị Lisa đó. Thì á hả phải lôi tên Đào Minh Quân ra, rồi từ Đào Minh Quân nhét cái tên chị Lisa vô đặng mà bôi xấu tên của chị chứ gì, rồi bôi xấu những cái miệng hả hải ngoại, không làm gì được hải ngoại. Ngon thì qua Mỹ bắt người đi, ngon thì nói người ta khủng bố rồi chưa FBI CIA lại bắt đi. Tại sao hả? Nên nhớ đi, những cái livestream này lên hả FBI CIA của Mỹ hả NSA hả là nó theo dõi hết đó, không có cái gì mà nó không theo dõi hết trơn á, cái gì nó cũng biết hết trơn á. Bất cứ xảy ra trên thế giới này hoặc là nước Mỹ nó hả, người dân dân của nó đang làm cái gì nó biết hết đó. Nhưng mà tại sao nó không lên tiếng, tại sao nó không có chặn lại, mà Đảng Cộng sản Việt Nam hả không làm được gì ở hải ngoại, là muốn ngăn chặn cái tiếng nói của hải ngoại truyền vô nước, rồi không có ngăn chặn cái tiếng nói hả của người Việt Nam. Ngày hôm nay là những cái tuổi trẻ Việt Nam đang bắt đầu sôi sục, cái lòng bắt đầu sôi sục yêu nước đã lên, và tuổi trẻ Việt Nam càng ngày càng liên tơ lên tiếng càng lớn. Thì đặt ra một câu chuyện nói là hả người nước ngoài hả là suối bậy, người ở trong nước đi khủng bố đặng bị bắt hả, dựng một câu chuyện nào lên á thì phải dựng cho nó đúng, dựng cho nó logic, đừng có để cho người ta bắt bẻ mà chửi lại mình thì nó mang nhục lắm.
một cái đảng cộng sản có hơn mấy triệu ngàn người, có mấy triệu người như vậy mà chẳng lẽ không có dựng được câu chuyện nào nó logic được hay hơn hay sao? Mà để mà dựng một cái câu chuyện, một cái thằng, một cái đứa khờ nhất mà cũng phải hiểu được nữa là dựng chuyện như vậy, ngu thì cũng phải ngu vừa vừa cho dân chúng nó nể một chút xíu, dù gì cũng là một cái đảng phái đứng đầu đất nước mà sao mà ngu dữ vậy? Bây giờ hả, muốn chọn lòng dân đang sôi sục ở trong nước, chẳng hạn như bây giờ những cái trường học, những cái trường đại học đó có nhiều người, có nhiều hả đảng cộng sản Việt Nam đưa nhiều cái tên vô trong trường đại học đó, nói là hả học sinh không được, sinh viên học sinh không được nghe hả những cái video của Lisa Phạm, Lê Thanh Lân với lại Thì Dương này nọ, ai mà nghe là sẽ bị điểm xấu rồi bị hạnh kiểm rồi này nọ, trận dân không được, trận hải ngoại không được, thì bây giờ á lên phải biêu xấu người hải ngoại rồi đổ thừa này cho người hải ngoại làm này làm nọ, đặng mà hải ngoại với dân trong nước không có một cái cuộc nói nối kết với nhau hả, sợ lòng dân đoàn kết lại hay sao mà đặt cái câu chuyện như vậy. Những cái tin nào mà của đảng cộng sản Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam thích oai hùng lắm, thích khoe khoang lắm, bắt được một cái trận khủng bố nào là đài báo phải lên liền. Chuyện bắt con kiến nó nói nó bắt con voi, chuyện bắt con voi nó nói nó bắt nguyên một cái tập đoàn. Đảng cộng sản Việt Nam không bao giờ thiếu những cái từ này. Mà tại sao một cái sự khủng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất như thế này mà từ 22 tháng 4 tới giờ nó giống nhẹ, tới ngày 26 tháng 12 ở đâu mà lôi ra, ở đâu mà lôi ra được vậy? Có thể là hả cái phe Đào Minh Quân nào đó suối người nào đó bắt được người, cái nó đem mười mấy hai chục người của cái băng đảng dư luận viên ra làm bộ chụp hình đồ này nọ, đứng lên nói là đây là đảng phái của nó luôn, rồi hả đồng bọn này nọ luôn. Nhưng mà thật ra hả dân thường hả, nói thiệt một câu nha, dân thường hả, con người ta mà bị bắt hay là bị cái gì hả, người con người ta không có lên tiếng được thì cha mẹ anh chị em dòng họ người ta cũng gọi qua bên nước ngoài, chẳng hạn như là biết người này người kia hả, phái đoàn này phái đoàn nọ hay là tập đoàn này tập đoàn nọ, người ta cũng gọi lên nước ngoài cầu cứu cho con của người ta, chứ đâu có cha mẹ nào mà im re tới nỗi mà con mình bị bắt từ tháng 4 tới giờ, giờ tháng 12 chưa ai nghe hết trơn, tự nhiên 26 tháng 12 có tin lên à, đâu hay như vậy. Cha mẹ nào mà cũng hay tới mức độ mà không có dám lên tiếng cho con của mình, hay là hả dân ở trong nước hả bắt mười mấy người hai chục người vậy mà không ai biết hết trơn á, mà trong khi đó hả chỉ bắt một Trần Thị Nga thôi, từ hồi tháng 5 gì đó là bắt một Trần Thị Nga thôi là cả nước đều biết, bắt hả tháng 8 bắt một Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thôi cả thế giới đều biết, một Vương Văn Thả bị bắt thôi cả thế giới đều biết, còn cái này bắt mười mấy người mà không ai biết, cái từ tháng 4 tới giờ mà đảng cộng sản giấu hay ghê luôn vậy đó. Đảng cộng sản hả đâu có chuyện gì mà đảng cộng sản mà bắt được người khủng bố hả, đảng cộng sản sẽ là tân bốc lên liền, là phá án đồ dội dữ dội lắm, hù dân liền, hù dân cho dân sợ, đừng có làm khủng bố nữa, đừng có hả, hay là thấy những cái ba sạch ở trong nước á, càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng hả phát triển ra mạnh mẽ hơn, rồi sợ quá không bắt được người nào hết trơn á, thành ra lôi cái đám dư luận viên đã là sẵn trả tiền cho nó rồi, thì giờ lôi nó ra rồi chụp hình rồi để hù dân luôn. Chứ thật ra dân bình thường đâu có ai bị bắt cái gì đâu, đâu có ai bị cái gì đâu, bị gì đâu có ai mà ngu mà làm hả những cái công việc nhưng mà để cho 1.000 người ra vô, ngày nào cũng có người ra vô vậy thấy hết trơn á. Cái sân bay Tân Sơn Nhất là không bao giờ thiếu bóng người, ra vô một ngày không biết bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu triệu người ra vô cái sân bay Tân Sơn Nhất. Chẳng lẽ người ta khùng người ta lại đó, người ta đặt bom mà để cho hả bao nhiêu người chứng kiến, bao nhiêu người thấy vậy mà không có ai quay được phim hết trơn á. Rồi nào là hả hành khách chạy tán loạn, rồi nào là ngăn chặn lại để ngăn chặn hậu quả mà không ai quay được phim, không ai quay chụp được chụp hình hết á. Nổ thì cũng nổ cho vừa phải cho dân nó nổ, chứ sống ở trong Long Bình thời gian rồi cái tự nhiên nó nổ hơn Long Bình luôn à. Hay là ở ngoài hả, ngoài đảng cộng sản Việt Nam nằm kế trên kho đạn của Trung Cộng rồi nó nổ thêm luôn nữa, cũng không chừng nữa. Đó là hả đảng cộng sản hả Việt Nam hả, có một quân đội để khủng bố, có một tập đoàn khủng bố. Đảng cộng sản Việt Nam hả, ở trong nước Việt Nam không ai mà hả phải nói là khủng bố, phải kêu đảng cộng sản Việt Nam á, tụi ISIS phải kêu đảng cộng sản Việt Nam bằng đại ca đó. Đảng cộng sản Việt Nam á hả, nó có quân đội nè, nó có cảnh sát cơ động nè, 113 nè, bộ đội nè, công an biên phòng nè, rồi á hả rồi lính biên phòng rồi bảo vệ tùm lum hết trơn. Dân chỉ cần nhúc nhích một chút xíu thôi, không làm gì hết trơn, nó kéo quân đội ra, nó kéo cảnh sát cơ động ra, nó đàn áp dân, ai khủng bố ai. Tôi nói cái này chúng nó đang làm phim hả,
nó làm phim mà đạo diễn của nó dở quá, người viết kịch bản dở quá. Dân chỉ cần đi thư kiện nhà máy Formosa, chưa kịp cầm đơn thư kiện, chưa tới cái ủy ban nhân dân nữa là nó chặn đường, nó đem cả chiếc xe BMW ra làm trò hề rồi, làm đập phá rồi, đổ thừa cho dân hết trơn rồi. Thì không có cần phải hả mà tới tới sân bay Tân Sơn Nhất đâu. Sân bay Tân Sơn Nhất một ngày bao nhiêu ngàn người ngồi ở đó. Bây giờ hả, từ sáng tới tối 24 tiếng đồng hồ, lúc nào sân bay Tân Sơn Nhất cũng có người hết trơn á. Bọn người ta khùng, người ta đi khủng bố chỗ nào ta lén lút, chứ ai mà đi mà khơi khơi đâu mà đó như vậy. Đừng có khùng vừa phải thôi. Đảng Cộng sản Việt Nam ngu thì cũng chừa cho chỗ khác cho dân ngu với. Một cái ná này mà Đảng Cộng sản muốn đánh vô cái trò, tại sao nó phải chọn ngay gần cuối năm 2016? Cái thứ nhất, bót cây lạy 30 ngày thời hạn gần hết rồi. Nó không muốn cho nó làm cái chuyện này để hù dân, hù những cái tài xế của bót cây lạy. Không cho những cái tài xế bót cây lạy 30 ngày gần hết rồi, nó sẽ dựng lại cái bót cây lạy, nó thâu tiền tiếp tục. Nó không muốn những cái tài xế này nổi lên tiếp tục, là đây là hù dân. Bắt hả 20 năm tù cho tới hả tử án tử hình. Vậy thì đừng có hả một mình hả xử tòa án gì mà xử có mình đảng nói đảng bàn à. Vậy bây giờ hả những cái em này nè, đã bây giờ xử 20 năm tù tới án tử hình, vậy kêu mấy em lên tự động á, biện luận cho mình đi. Ai xúi ai làm cái gì tự em mới cho mấy em lên nói đi, cho mấy em hả. Trong khi nó những cái người bị bắt không có người nào được quyền lên tiếng nói hết, chỉ có một mình Đảng Cộng sản Việt Nam nói thôi, chỉ có một mình báo đài Đảng Việt Nam nói không, còn những người bị bắt chưa có người nào được quyền lên tiếng nói hết trơn. Những người bị bắt đó có phải dư luận viên đem ra chụp hình đang hù dân không, hay là không bắt được người nào hết trơn, lôi cái đám dư luận viên ra chụp hình đang sẵn hù dân thôi. Bót cây lại, tại sao mà giờ phút này lôi cái chuyện này ra để hù dân mà không phải hù từ lúc mà hả 22 tháng 4? Là tại vì không làm được gì hải ngoại, không chặn được cái lòng sôi sục của dân, không chặn được tuổi trẻ đang bắt cái hồi mà lên hả lòng yêu nước của dân càng ngày càng lên, và dân càng ngày càng biết cái sự cái đảng khốn nạn đang bán nước, đang dâng cái đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng như thế nào. Dân bắt đầu sôi sục lên rồi thì nó bắt đầu chặn, phải không? Bót cây lại 30 ngày thời hạn gần hết rồi, thì bây giờ lên tiếng để cho những cái tài xế này trùng bước là hả 20 năm tù cho tới án tử hình về cái tội khủng bố hả. Đảng Việt Nam hả là cái đám khủng bố vậy, giết hết cái Đảng Cộng sản Việt Nam đi là tự nhiên hết khủng bố à. Còn nữa, chận được cái gì nữa? Chận được miệng hải ngoại hả? Không làm được gì hải ngoại thì đổ thừa cho hải ngoại suối bậy hả, để cho lòng dân ở trong nước hả không có nghe hải ngoại nữa, phải không? Xưa rồi, không có làm được gì đâu. Cái thứ là đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba, thằng cha gia số tiến sĩ phó giáo sư gì á, thằng điên khùng hiền Bùi Hiền Bùi Hiển gì đó ra hả cái ngôn ngữ phần hai chuẩn bị chia đưa vô những cái trường học kìa, muốn chận cái này cho dân không chửi thằng cha đó nữa hả, muốn hả dân hả quên cái dự mà ngôn ngữ Việt Nam từ từ bị hán hóa vô Tàu Cộng hả, muốn chận cái này cho dân quên chứ gì, đem cái vụ này ra cho dân hả bị trùng bước không có dám lên tiếng nữa chứ gì, vụ ngôn ngữ nữa. Còn nữa, chuyện thứ tư, không cho dân biết là cái đảng phái hả nội bộ của nó cắn xé nhau như chó với mèo hay sao, đem vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh ra xử, đặng mà hả câm miệng Ba Dũng lại, đặng giao nguyên cái dầu khí của Việt Nam cho tụi Trung Cộng, dân không lên tiếng được chứ gì. Dầu khí Việt Nam bây giờ họ đánh Trịnh Xuân Thanh, đánh Đinh La Thăng, đánh hả cộng Nam Cộng để mà giao nguyên cái dầu khí cho tụi đảng Cộng sản Trung Quốc nắm, thì không dân không chửi nữa chứ gì, dân không lên tiếng nữa chứ gì. Đó là chuyện thứ tư. Còn chuyện thứ năm là chuyện gì nữa? Nội bộ của tụi nó hả đang hả thanh trừng với nhau, thì kinh tế nước Việt Nam càng ngày càng đi xuống. 15 tây tháng 1 2018 là cái ngày nó cho hả ngân hàng phá sản, luật phá sản sẽ được tung ra, thì nó cho dân quên đi cái vụ mà ngân hàng có luật phá sản ngày 1 tây tháng 15 ngày 15 tây tháng 1 2018, đưa mấy cái vụ này ra cho dân chửi hải ngoại nói về cho dân không nghe, thì để cho dân hả bị hoang mang, dân bị hả trùng bước, dân bị sợ sệt, không lo rút tiền của mình từ trong nhà băng ra, không để ý cái vụ mà kinh tế nước Việt Nam đang cái thời bại lụi kìa.
để mà quên cái luật phá sản ngân hàng của Việt Nam sẽ áp dụng vào ngày 15 tháng 1 2018 kìa. Còn nữa, chuyện thứ 6, vụ hải ngoại hả, vụ Việt Kiều đó, đi về Tết này nói là an ninh Việt Nam hả, giỏi lắm, bất cứ Việt Nam an lành lắm, thanh bình lắm, không có chuyện gì, bất cứ mà chịu khủng bố nào ở trong nước hả, công an Việt Nam phá án được hết đó. Cái gì cũng công an Việt Nam giỏi lắm, chìm nổi Việt Nam đầy đường hết trơn á. Đặng vụ hải ngoại về kìa, đem ngoại tệ về trong nước, Đảng Cộng sản Việt Nam in tiền ra rất là nhiều để trong các ngân hàng kìa, để vụ hải ngoại đi. Hải ngoại hả, đem tiền đô về đặng mà hả đổi ra, mà hả Đảng Cộng sản Việt Nam có thêm một mớ tiền nữa. Nó đã tính toán là Tết mà dân Việt Nam sẽ bán vàng bán ngoại tệ hải ngoại về thăm quê hương, khúc ruột ruột ngàn dặm đem tiền về để mà quên đi cái luật phá sản ngân hàng, mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thâu vô được thêm một số ngoại tệ nữa. Việt Kiều giỏi lắm, Việt Kiều yêu đảng lắm, thành ra Việt Kiều cứ là ùn ùn đem tiền về nuôi đảng tiếp thôi. Còn dân trong nước càng ngày càng bị chết kìa, mà Việt Kiều có thấy đâu. Việt Kiều về đó ôm gái là giỏi nhất, vô những cái quán bar, những cái quán karaoke, những cái nơi mà massage kích dục đồ này nọ là giỏi nhất. Thành ra hả, Đảng Cộng sản phải làm ru ngủ Việt Kiều chứ, phải đem những cái thứ này ra đặng ru ngủ Việt Kiều mới chiêu dụ Việt Kiều về được. Chứ bằng không mà có khủng bố trong nước, Việt Kiều làm gì dám về. Mà hả, Việt Kiều á hả là giỏi nhất mà. Còn nữa, quên đi, làm cho dân quên đi cái chất độc hại trong những cái đồ ăn sắp Tết, sắp tới nè, từ bánh mứt, từ cho thịt heo cho tới thịt gà đồ này nọ đó. Hình như là Tết trong những gia đình Việt Nam, dù giàu dù nghèo, mọi người đều cố gắng có một cái nồi kho thịt thịt tàu gì đó, thịt ba tàu là thịt heo kho hộp vịt đó phải không? Thì quên đi cái chất ăn độc hại này và tiếp tục mua những cái chất ăn độc hại này đem vô. Vì tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam mở cửa cho một cái số hả, một cái món, một cái lượng hàng thức ăn từ ở trong Trung Cộng nó tràn qua nước Việt Nam nhiều như vậy, dân mà không ăn hết thì nó dục ở đâu, nó lỗ hết làm sao? Thành ra phải làm cho dân quên hết những cái món độc hại này đi, đem những cái chuyện mà hả đảng dựng lên, đảng tự biên tự diễn này ra hù dân, vừa đánh nữa, vừa làm cho miệng có hải ngoại câm được, mà vừa hù dân ở trong nước để cho dân ở trong nước ghét hải ngoại, không có nghe lên nữa những cái tiếng nói của hải ngoại gửi về trong nước, không có cho hải ngoại ủng hộ tinh thần của dân trong lúc mà tinh thần của dân đang một lúc càng sôi sục lên, thì nó muốn cho cái tiếng nói hải ngoại câm luôn chứ gì. Thành ra muốn đánh cái chiêu đòn này ra. Thật ra những cái người bị bắt đó là ai không ai biết hết, những mà có bị bắt hay không không ai biết hết, có thể là cái đám dư luận viên của nó đem ra nó dựng chuyện rồi làm bộ nói người này bị bắt nghe lời người kia, nhưng mà thật ra dân thường không ai bị gì hết trơn, bị người ta có làm lén làm lúc cái gì đâu có ai mà để bị bắt, đâu có ai mà để mà khơi khơi ra cái sân bay thứ nhất một ngày có bao nhiêu ngàn người ra vô, không ai mà ai mà khùng hay sao mà hả chở đầu này chở đầu kia mà bơm xăng có nặng kích động từ xa nữa mới ghê hả, mà đem bằng thùng cà tông, bộ thùng cà tông nó chứa được những cái đồ nặng như thế này hay sao, đem thùng gỗ mày mốt nè giết chuyện á cũng nói cho đúng, mày mốt nói thùng gỗ đừng nói thùng cà tông người ta cười nghe không. Còn hả toàn bà có người nói là toàn đồ ăn độc hại, không nói bà con trong nước Việt Nam phải coi chừng hả. Mình đã nói bỏ cái link của toàn bộ thịt heo có nhiễm virus E. coli lên mà không biết có bỏ lên chưa nữa, cũng chưa nhớ nữa. Cộng sản Việt Nam nó đang đóng phim hài đó chị ơi hả, vậy mà có người tin đó em, có nhiều người tin lắm, có nhiều người tin lắm. Thành ra hả mình phải lên mình giải thích cho dân nghe chứ, bây giờ thấy gì đâu mà dân gì nghe cái tin, cứ cái tin mà nhìn vô một cái là cái câu chuyện mà nó dựng lên như vậy á, mà không có ai mà cũng có rất là nhiều người tin nữa chứ mới ghê. Việt Nam nổ còn hôm bom nguyên tử hả, đâu Việt Nam hả, mà mình cảm thấy nha, mà nó viết một câu chuyện vậy mà nó viết ngu ghê luôn á. Dân Việt Nam mình rất là nhiều chuyện, thấy chưa, Thanh Lân ngồi bên đây mà chuyện bên Việt Nam biết hết lên nói đây nè, cũng là dân nhiều chuyện luôn, dân bà tám luôn đó. Vậy mà cái sân bay Tân Sơn Nhất, có một cái cuộc khủng bố bằng bom nổ như vậy mà dân chạy tán lạng đồ này nọ là phải chặn lại rồi không có cho phát tán
ra tùm lum hết trơn, công an vô cuộc điều tra rồi hả, bảo vệ đó làm cái gì vậy mà không có ai biết, không có ai quay phim nữa trơn á. Mình ở bên nước Mỹ mà chuyện bên Việt Nam chuyện gì mình cũng biết hết trơn, mình còn lên mình bà tám được nữa, mà dân tại trong nước Việt Nam còn nhiều chuyện hơn mình nữa, mà bao nhiêu ngàn người ngồi đó, bao nhiêu ngàn người chứng kiến tại sân bay Tân Sơn Nhất vậy mà không ai lên tiếng được, mà không ai quay phim, không ai chụp hình được hay sao? Trời ơi, muốn hiểu lòng dân á thì phải đi sâu vô quần chúng của dân, vậy mà nó cũng không có nó viết kịch bản mà nó viết ngu ghê luôn vậy đó, tự biên tự diễn hả. Những người bị bắt đó không ai bị bắt hết trơn á, đừng có bày đặt chuyện ra. Toàn cái đám đó là cái đám gì, dư luận viên không đó của tụi nó hả, anh em ra chụp hình mà đặt mở một cái phiên tòa đó là của ai, có ai thấy phiên tòa đó hay không, dân của mình có ai thấy phiên tòa không, hay là tự động nó dựng lên cái phiên tòa đem đám dư luận viên lên chụp hình không, có lên hù dân. Chứ có gì dân có ai bị bắt gì đâu, người ta làm người ta để bị bắt hay sao? Đã khi mà người ta đã tính toán đảng Việt Nam càng ra nhiều chiêu thì dân sẽ có nhiều chiêu để chống đỡ, không có ai để bị bắt gì đâu. Em lóc nhiều lắm rồi đó, mà nó cũng có ra vô nó chửi nhiều gây nơi luôn vậy đó, kệ nó đi, một hồi tính sao, đừng có để ý với tụi nó đó. An ninh vòng ngoài sân bay Tân Sơn Nhất trên 50 người, 3K 8/24 nhé. Đó thấy chưa, một cái an ninh vòng ngoài Tân Sơn Nhất không là đã 50 người rồi mà tới 3K như vậy lận. Vậy mà hả, chẳng lẽ một cái trận mà khủng bố vậy không người nào lấy được tin tức kể cho mình nghe sao? Mình là dân nhiều chuyện bên đây nè mà còn không nghe được cái tin này từ 22 tới tháng 4 tới giờ nữa, mà giờ đảng Cộng sản Việt Nam chẳng lẽ nó bịt được miệng được mấy ngàn dân ở đó, mà dân Việt Nam á bắt được con kiến, nó bắt con voi thì làm gì mà có cái vụ mà từ 22 tới tháng 4 tới giờ mà nó bịt miệng dân, mà bịt miệng được dân Việt Nam giỏi vậy thì thôi đi, cho là được luôn đi, chẳng lẽ bịt được dân của hải ngoại, của nước ngoài luôn, International Airport là hả, nước ngoài hả, này nọ người ta ra vô mỗi ngày, chẳng lẽ nó bịt miệng được dân nước ngoài luôn? Đảng Cộng sản Việt Nam giỏi tiếng Anh tới mức độ chạy lại kêu người ta đừng nói gì hết trơn hay sao? Ok, đừng lót cho nó hả, nhưng mà kệ nó đi, không sao đâu, nó chửi mình cũng ngồi đây nói tiếp nè, không bị gì hết trơn á, nó tắt đi tắt lại mười mấy lần mình vẫn mở lên được mà, đâu có bị gì đâu phải không? Bởi vậy yêu cầu đồng bào ở trong nước đừng có để bị đảng Cộng sản Việt Nam lừa gạt nha. Thật ra nó không có bắt được người nào hết trơn á, là tại vì ở nước ngoài không ai nhận được tin tức gì hết. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là những cái phiên tòa này có ai thấy hay không, đảng dân Việt Nam mình có ai được thấy cái phiên tòa này hay không, không thấy, chỉ có đảng bàn, đảng viết, đảng diễn luôn. Và những cái người bị bắt này có thể là những cái người dư luận viên mà đảng Cộng sản đem ra dựng ra một cái câu chuyện để mà hù dân, nhất là trong cái đợt mà cuối năm 2017 sắp tới như bây giờ đó, là bót cái lạy á, 30 ngày đã gần hết hạn rồi, thì đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xử như thế nào với cái bót cái lạy này thì nó chưa biết, nhưng mà thật ra bây giờ nó đem những cái câu chuyện này ra, nó dàn dựng cái câu chuyện này ra để nó hù những cái ta cánh tài xế mà ở miền Tây không có dám lên tiếng nữa, là tại vì bót cái lạy chắc chắn nó sẽ thâu tiền tiếp tục thôi, là tại vì đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay rất là đói khát tiền, và nhất là tiền của dân á, mà bao nhiêu cái lượt xe ra vô như vậy một ngày nó sẽ thâu vô rất là nhiều tiền, thành ra bây giờ đảng Cộng sản Việt Nam nhờ những đồng tiền này để mà tiếp tục duy trì cái đảng Cộng sản của nó, để nó trả tiền cho công an cơ động đời này nọ đàn áp dân. Thành ra cái ngày 30 ngày của bót cái lạy gần hết, thành ra nó phải dẫn ra một câu chuyện này để hù dân. Đó là mình lặp lại là cái điểm thứ nhất. Cái thứ nhì á là 15 tháng 11 2018, luật cho lực cái phá sản ngân hàng sẽ áp dụng, thành ra nó không để cho người dân quên đi cái vụ mà tiền bạc của dân, vàng của dân và đô la của dân ở trong nước có rút ra được hay không, và tiếp tục mua vàng và ngoại tệ vô, không bán vàng và ngoại tệ trong nhà của mình ra dù bất cứ lý do nào. Thậm chí bây giờ đảng Cộng sản Việt Nam đang nâng cái giá vàng lên để dụ dân bán vàng ra, vẫn không bán mà mình tiếp tục thâu vô mà thôi. Chuyện thứ tư là cái tiếng Việt. Cái tiếng mà quái vật của giáo sư lớp 3 trường làng Bùi Hiển gì đó đang tiếp tục phần 2 đang tiếp tục tung ra, thì cái này nó cho dân quên đi cái chuyện này, lo sợ không dám lên tiếng,
lo sợ bị bắt, lo sợ dân của mình bình thường đã rất là sợ Đảng Cộng sản Việt Nam rồi, thì sẵn cái dịp này nó tung ra cái trò là bắt khủng bố hả, tù từ 20 năm tù cho tới hả tử hình. Vậy những người này trước khi tử hình trước sau vậy cũng chết à, 20 năm tù tới tử hình trước sau cũng chết. Vậy cho người ta lên nói đi, cho người ta lên đó hả, là nói lời cuối cùng đi, nói lời công đạo cuối cùng, nói ra sự thật cuối cùng. Bị gì nói láo cũng bị chết, nói thật cũng bị chết. Vậy cho người ta ra nói đi, tại sao có mình Đảng nói không vậy? Có mình tòa án của Đảng nói à, có mình báo đài của Đảng nói à, mà không cho người nào khác lên nói hết trơn á. Đã trước khi người ta cho bị chết, ít nhất cũng cho bữa ăn non câu nói thật chứ. Thì dám để cho người ta lên nói không? Hay là hả, đưa một cái đám dư luận viên đây, không chừng cái video này xong Đảng cho đám dư luận viên ra nói à nha. Dám lắm à, Đảng gì chứ, nó nghe lời của mình lắm, nó là đồng minh của mình hay lắm á. Kêu nó hả, kêu dân đừng có bỏ tiền vô ngân hàng, dân vẫn bỏ nhưng mà Đảng rút ra, Đảng không bỏ ngân hàng đâu. Kêu dân đừng có đầu tư vô bất động sản, dân vẫn đầu tư vô bất động sản nhưng mà Đảng không đầu tư vô bất động sản, hay ghê chưa. Phải nói là Đảng nó nghe lời mình lắm, hễ mà cái gì mà mình nói ra hết, giống như tiết lộ cho nó hết luôn vậy đó, là nó làm theo năm đất hết trơn à. Đảng hay lắm, thành ra cái gì chứ mình cũng kết cái Đảng Việt Nam này lắm. Mặc dù kêu nó là lớp 3 trường làng nhưng mà nhờ cái lớp 3 trường làng đó mà nó cứ theo cái kế hoạch của mình thôi. Còn chuyện thứ 5 là cái nội bộ của nó đang thanh trừng với nhau. Nó làm cho dân không để ý được là khi mà nội bộ của nó thanh trừng với nhau, phía Nam Cộng Cộng á, là từ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, là những cái phe này nắm sau lưng của Ocean Bank, SD Bank, thì những cái ngân hàng này có thể là sẽ cho phá sản đầu tiên. Và cộng thêm nữa là họ nắm dầu khí trong tay, thì những cái dầu khí trong tay này khi mà cái phe này bị đánh hoàn toàn, là như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng, đồ Vũ Nhôm này nọ bị đánh, thì nó sẽ giao nguyên cái dầu khí Việt Nam cho Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền. Và hiện tại bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ từ đưa bước vô cái dầu khí của Việt Nam rồi, và cái đó là đang diễn ra rồi, là không có cần phải đợi mà đánh hết đâu. Nhưng mà nó không có cho dân để ý tới vụ này thôi. Khi mà đảng Cộng sản Trung Quốc nó nắm dầu khí Việt Nam á, là coi như phe miền Nam sẽ không có còn mà mạnh đủ mạnh để mà chống lại cái Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Bắc Cộng nữa. Rồi cái thứ 6, vụ hải ngoại Tết này càng về nhiều hơn, vì an ninh Việt Nam có công an Việt Nam rất là tài ba, rất là giỏi, sẽ phá hết tất cả cái vụ án khủng bố trong nước, hoặc là vụ án khủng bố nào trong nước hả không có phá được. Thành ra hả bây giờ phải lên hù dân bằng cách đặt cái câu chuyện này ra, bêu xấu tên của hải ngoại hả, nhất là bêu xấu tên của chị Lisa chứ gì. Quên đi, phải tiếp tục ba sạch hả. Nước Việt Nam mình có nhiều chỗ cần phải làm sạch sẽ lắm. Nước Việt Nam bây giờ làm cái bãi rác, chỗ nào cần sạch sẽ được thì cứ làm cho nó sạch sẽ. Thì đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong nước. Chuyện thứ 7 là hãy để ý, sắp Tết sắp tới nơi rồi, những cái món ăn độc hại được truyền từ ở Trung Quốc vô nước Việt Nam, nhất là những cái thịt heo, thịt gà, đồ này nọ nhiễm E. coli rất là nặng. Thành ra đồng bào ở trong nước hãy cùng nhau cẩn thận khi mà nhìn ăn những cái món ăn này. Và bánh mứt không có rõ nguồn gốc, và dù có rõ nguồn gốc đi nữa, từ cái hãng xưởng nào đó mà nó có uy tín nó làm đi nữa, thì những cái món hàng nó mua cũng là hàng của Trung Quốc, nó mới chế biến ra được những cái món ăn này. Dù là có nguồn gốc đi nữa thì là những cái từ món thịt heo, từ bột, từ nhân thịt làm bánh này nọ đó, là cũng hàng từ Trung Quốc đem vô. Thành ra đồng bào ở trong nước hãy cẩn thận khi mà mùa Tết sắp tới, những cái gia đình mà ăn đồ, mua đồ bánh mứt này nọ hãy nên cẩn thận. Vì sau khi cái đợt Tết, bất cứ đợt Tết nào xảy ra, hầu như là bệnh viện nó càng ngày nó càng đông hơn, và những cái tai nạn về hả uống rượu rồi xe cộ xảy ra càng ngày càng đông hơn. Hơn nhớ hồi năm 2016 không, Tết Việt Nam vừa xong đó, bao nhiêu ca, bao nhiêu người chết, bao nhiêu mình nhà thương hả phải chứa bao nhiêu người. Hầu như là Tết vừa rồi, Tết năm 2016 đó, là tới 4.000 mấy 5.000 người chết trong vòng 3 ngày Tết thôi. Thì mong là đồng bào ở trong nước đừng có để một cái bài báo, một cái tin tức mà hả bêu xấu hay là dựng chuyện lên. Hãy nhìn rõ sự việc trước khi chửi người nào, trước khi mà phán đoán chuyện gì thì hãy nhìn rõ đi. Tại sao mà cái câu chuyện từ hả 22 tới tháng 4
mà tới ngày 26 tới tháng 4 thì nó mới tung những cái câu chuyện này ra. Thì đó là yêu cầu đồng bào trong nước, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt được một con kiến đó, nó bắt được một con voi đó, thành ra nó không bao giờ mà nó im lặng đâu. Nhất là nó hả, nó hù dân là nó giỏi nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam giỏi nhất là hù dân. Nếu mà nó bắt được cái người nào đó mà nó biết chắc chắn là từ cái khủng bố này, cái phái đoàn nọ hay là cái hội đoàn nọ, là nó tung lên liền tức khắc, không bao giờ mà nấy đâu. Cứ tính đi, bắt một chị Trần Thị Nga thôi là cả nước đều biết, bắt một Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cả thế giới đều biết, một Vương Văn Thả la âm sùm ở trên video, ở trên livestream thôi, cả thế giới đều nhúng tay vô. Vậy thì bắt bao nhiêu người ở trong nước, chẳng lẽ không ai biết hết trơn á? Bây giờ dân mới biết. Vậy dân có biết là mình bị gạt hay không? Dân có biết là đảng đang dựng một câu chuyện nào lên đặng mà hù dân hay không? Nó càng hù mình thì mình phải chứng tỏ cho nó biết mình không sợ. Nước Việt Nam có nhiều rác lắm, làm sạch chỗ nào thì tốt chỗ đó cho dân. Đảng Cộng sản Việt Nam thích hù thì dân hãy chứng tỏ cho nó biết, cứ hù đi, dân có sợ hay không, thử coi dân có sợ đảng hay là đảng sợ dân. Đảng rất là sợ dân, nhất là sự đồng kết của hải ngoại và quốc nội. Thành ra hả, hải ngoại quốc nội cứ tiếp tục liên lạc với nhau, tiếp tục đồng kết với nhau, Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ bó tay thôi. Nó rất là sợ cái sự đồng kết của hải ngoại và quốc nội, nhất là hải ngoại. Nếu mà hải ngoại hả, đừng có gửi tiền ngoại tệ về trong nước, đừng có đi du lịch về nước Việt Nam đi, là Đảng Cộng sản Việt Nam nó điên lên liền. Nó không còn kêu gọi là khúc ruột ngàn dặm nữa, nó không còn gọi cái tên mỹ miều là Việt Kiều nữa, mà nó sẽ gọi là cái tên gì, Ba Que Du Càng Lưu Vong, thế lực thù địch. Nó ra những cái từ đó liền tới khắc. Còn mà đem tiền về, gửi tiền về là thành gì, Việt Kiều khúc ruột ngàn dặm, thấy chưa? Đảng Cộng sản Việt Nam miệng lưỡi còn hơn ai nữa. Vậy mà hả, nó giấu nhẹm cái câu chuyện từ 22 tháng 4 tới giờ này nó bung ra. Đảng Việt Nam có đâu có tử tế tới mức độ đó. Rồi hả, nếu mà Việt Kiều hả mà không gửi tiền về tự nhiên hả bị chửi à. Rồi những cái không có cứu trợ về trong nước Việt Nam bị chửi à. Mà nếu mà hải ngoại mà cứu trợ về trong nước Việt Nam á, thì nó dân mà vừa nhận được đồ cứu trợ nước Việt Nam xong trả lại cảm ơn đảng, cảm ơn bác, là tại vì tiền cứu trợ về tới nước Việt Nam là qua tay chính phủ không, qua tay địa phương không, qua tay những cái xã huyện không, thì dân ở đó chỉ thấy xã huyện đem đồ tới thôi chứ đâu thấy gì. Tiền đó là tiền của Việt Kiều gửi về, thành ra hả nhận được quà xong xuôi là cảm ơn đảng, cảm ơn bác à. Mà hả không gửi còn yêu cầu mà không có cứu trợ bên nước Việt Nam á, thì là hả tụi Ba Que tụi bay làm được điều gì? Nói thiệt một câu ngâm, hải ngoại làm về được trong nước nhiều lắm, không có nhờ cái đám hải ngoại mà cái tối ngày đi về nước Việt Nam hả thì đảng Việt Nam có tiền được hay sao? Mua một cái vé đi về nước Việt Nam là đã đóng thuế bao nhiêu tiền phi trường rồi, một cái visa về nước Việt Nam là đã số ta 60 đồng cho tới 80 đồng rồi, là Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấy được bao nhiêu tiền của hải ngoại rồi. Đừng có nói là hải ngoại đã làm gì được cho gì cho đất nước Việt Nam hả? Làm được nhiều lắm đó, nhờ hải ngoại gửi rất là nhiều tiền về, một năm gửi hả 14, 15 tỷ. Thì Đảng Việt Nam là hải ngoại đã đóng góp rất là nhiều rồi. Trong khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam làm được cái gì ra đồng bạc nào không, hay là chỉ có cướp của dân, cướp đất của dân, lấy tài nguyên đem bán, lấy tài nguyên đất nước đem bán, biển đảo bị chết hết, rừng bị cháy hết, bị lấy sạch hết trơn luôn. Vậy Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì được cho dân? Đàn áp dân thì rất là giỏi, lấy tài nguyên nước Việt Nam đem bán rất là giỏi, đem giặc vô nhà càng giỏi hơn, giao đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng càng tốt hơn. Nhưng mà hải ngoại làm rất là nhiều chuyện cho đất nước Việt Nam, mua một cái vé tích cực đi về nước Việt Nam là đã đóng biết bao nhiêu thế trong đó rồi. Qua tới phi trường Tân Sơn Nhất bị cướp bao nhiêu đồ, rạch bao nhiêu thùng hàng, lấy chôm chĩa của dân hải ngoại biết bao nhiêu rồi. Rồi về trong nước Việt Nam cho người thân hả, nuôi người thân ở trong nước Việt Nam rất là nhiều, người thân đem những cái số tiền này ra mua đồ ăn ở trong nước Việt Nam là đã đóng thuế cho dân trong nước Việt Nam rất là nhiều rồi. Không có nhờ hải ngoại ở nước ngoài hả thảy tiền về trong nước Việt Nam, nước Việt Nam là quyết xác chết, một cái đất nước chết từ lâu rồi, không có phải tới giờ phút này mà ngồi nó mà chửi hải ngoại đâu. Mà hải ngoại á, ham bị chửi lắm, đã biết mình bị chửi mà vẫn tiếp tục gửi tiền về nuôi đảng. Hải ngoại hả bị biết mình bị chửi là nào là Ba Que Du Càng thế lực thù địch, đem tiền về nó vẫn chửi, mà không gửi tiền về nó vẫn chửi, vậy mà hải ngoại vẫn gửi tiền về đó. Đừng có nói câu là hải ngoại đã làm gì được về cho đất nước Việt Nam, làm rất là nhiều. Một cái visa của hải ngoại đi về nước là đã tốn 60 cho tới 80 đồng rồi, 80 đô rồi.
một năm hải ngoại về trong nước Việt Nam rất là nhiều, nhất là cái thời điểm mà hả Tết sắp tới nè. Không có nhờ hải ngoại nước Việt Nam mọc lên được những cái quán karaoke hay sao? Không có nhờ hải ngoại á hả là hả nước Việt Nam có bao nhiêu gái điếm hay sao? Tại trong nước Việt Nam bằng không là gái điếm ở trong nước Việt Nam đi ra ngoài nước ngoài làm hết trơn rồi. Không nhờ hải ngoại những cái quán mà hả massage đồ này nọ có mọc lên được hay không? Đó, hải ngoại góp sức rất là nhiều. Một năm 14 tỷ về trong nước Việt Nam của ai gửi? Cũng hải ngoại thôi. Ngày hôm nay mở miệng ra nói hải ngoại đã làm gì được hả về cho đất nước Việt Nam? Dân Việt Nam làm không được thôi chứ hải ngoại làm được nhiều lắm đó. Mỗi năm nhờ thu nhập tiền từ kiều bào chiếm 80% của cả nước. Thì đúng rồi, hải ngoại là nuôi nguyên cái đất nước Việt Nam được mà. Đừng có nghĩ hả, đồng tiền hải ngoại rất là mạnh, đồng tiền đô rất là mạnh. Thử coi đồng tiền Việt Nam đem ra nước ngoài như tệ hả, thảy ngoài đường chúng gọi cảnh sát bắt nữa đó, nó xả rác đầy đường đó. Còn tiền đô mà đem về nước Việt Nam coi, bể trong bóp, để trong giỏ mà nó còn lục nó lấy được nữa, đừng nói còn tiền Việt Nam đem ra nước ngoài làm rớt xuống đất hả, cảnh sát lại phạt á, dễ tội xả rác. Còn tiền đô về trong nước nằm trong bóp người ta mà nó còn môi ra được nữa. Thử coi đồng tiền của nó đồng tiền nào, đồng tiền ma, đồng tiền quỷ nào mà hả mà có giá trị. Bở đã nói rồi, đồng tiền ngoại tệ rất là mạnh, thành ra đồng bào hải ngoại có một cái sức mạnh ở trong tay mà không biết, đó là tiền ngoại tệ, mà không biết cái sử dụng sức mạnh của mình. Nhờ cộng sản mà mấy em trên dài mới được ra hải ngoại làm điếm quốc tế hả? Có đó, nó có dịch vụ hết luôn đó, nó lên qua tới bên Mỹ luôn. Thấy chưa? Đừng có nói là hải ngoại không làm được gì cho đất nước. Làm còn hơn đảng Cộng sản Việt Nam á. Hải ngoại là đem tiền về hả? Có những cái nơi vùng sâu, vùng xa hả? Hải ngoại gom góp tiền lại dựng cầu, dựng nhà, mua tôn, mua mái cho dân ở những cái nơi mà sâu xa mà rất là nghèo đó. Họ đem hả cúng dường, cúng nhà thờ với lại xây dựng nhà thờ, với lại xây dựng chùa chiền, hải ngoại làm rất là nhiều. Những cái nơi mà hả cần phải có cầu cho những cái con đường mà để cho sạch sẽ cho dân đi á, những cái vùng sâu xa hả? Hải ngoại xây cất rất là nhiều. Mọi cái giá tích kịch vô trong nước, hải ngoại đóng thuế hầu như tới 50% vô trong nước lận. Một cái hả sân bay quốc tế nào là hải ngoại đều đóng tiền mỗi lần đi ra vô đó. Hải ngoại gom đâu góp sức rất là nhiều, đừng có mà ngồi đó mà hải ngoại tôi mới làm được cái gì. Làm được nhiều hơn đảng Cộng sản Việt Nam đó, mà đảng mà hải ngoại không có dựng chuyện thôi. Hải ngoại không có bán một tấc đất nào của Việt Nam hết trơn á, hải ngoại càng xây dựng lên không à. Nhưng mà đảng Cộng sản Việt Nam á, tài nguyên thiên nhiên nước Việt Nam, con dân Việt Nam á, xuất khẩu lao động là đảng Cộng sản Việt Nam làm không đó. Nước Việt Nam có bao nhiêu địa điểm đảng Cộng sản dựng lên không đó. Bao nhiêu hả thanh niên Việt Nam bán sức lao động ra nước ngoài, đảng Cộng sản bán không đó. Hải ngoại có bán người nào đâu, hải ngoại có bán con cá nào từ trong nước ra đâu. Mà nước Việt Nam bao nhiêu hả 33.000 km đường biển, đảng Cộng sản Việt Nam cho người giết sạch đó, hải ngoại có làm đâu. Rừng ở trong nước Việt Nam, cây gỗ quý đồ gì nọ, hải ngoại có đốt cái ngắt cọng lá hay ngắt cái cành nào đâu. Đảng Cộng sản Việt Nam đốt sạch, bán sạch đó. Tại sao không nói? Vậy mà không ai nhìn ra cái chuyện này hết trơn á, mà ngồi đó mà tin tưởng vô cái đảng Cộng sản Việt Nam dựng là một cái câu chuyện dớ dẫn, hù dân, chỉ có hả mi làm cho dân hả sợ sệt càng nhiều, đặng không dám lên tiếng nữa. Thấy lòng dân càng ngày càng sôi sục, đảng Cộng sản Việt Nam không dám, không biết phải làm cái gì để chặn cái lòng sôi sục của dân, chặn tiếng nói của hải ngoại, thành ra dựng một câu chuyện lên bêu xấu hả? Bêu xấu cỡ nào bà cũng biết được hết trơn á, đừng có mà ngồi đó mà hả mà bêu xấu dân, bêu xấu hải ngoại. Hải ngoại chỉ cần biết dùng cái sức mạnh đồng tiền của mình là đảng Cộng sản Việt Nam mày chết. Hải ngoại biết dùng đồng tiền đúng nơi đúng lúc là đảng Cộng sản Việt Nam đói. Dân trong nước biết cái nào là sự thật, cái nào đúng, cái nào sai, đảng Cộng sản sẽ sụp đổ liền, dân sẽ nổi lên liền.
đừng có ngồi đó mà mị dân, đừng có ngồi đó mà gạt dân. Gạt được dân trong nước thôi, không có gạt được hả, mà gạt được dân trong nước gạt một phần nào thôi, không có gạt được hết đâu, không có gạt được hết 90 triệu dân ở trong nước đâu. Yêu cầu đồng bào ở trong nước tiếp tục rút tiền từ trong ngân hàng ra. 15 tháng 1 2018 là ngày Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cho ra cái luật phá sản ngân hàng. Và mình nghĩ là cái hai cái ngân hàng đầu tiên là của phe Nam Cộng là Ocean Bank và SD Bank sẽ cho phá sản đầu tiên đó. Các bạn hãy cẩn thận, một khi mà những cái ngân hàng này mà nó tuyên bố mà nó cho cái luật phá sản ra thì những cái ngân hàng khác sẽ bị nó sẽ bị ảnh hưởng theo, nó sẽ tạo thành một cái bank run. Thành ra yêu cầu đồng bào trong nước hãy bảo vệ túi tiền của mình, đồng tiền là khúc ruột của mình phải không? Thành ra là đồng bào trong nước tiếp tục rút tiền ra và mua vàng và ngoại tệ và cẩn thận, nhất là vàng giả trong nước hiện tại rất là nhiều, hãy tới những cái nơi buôn bán có uy tín và phải bảo đảm cái đó là vàng thật thì mình hãy mua, bằng không là cứ nhắm vô tiền ngoại tệ và thâu hết tiền ngoại tệ và giấu trong một cái nơi nào đó cẩn thận hơn, không bán những cái thứ này ra, vì Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất là thèm khát. Nó đói cái gì thì mình không cho nó ăn cái đó thì nó sẽ càng đói, nó càng đói nó sẽ nổi điên lên, nó sẽ lòi những cái tật xấu, những cái đuôi nó ra, những cái tẩy của nó ra để nó cho dân thấy được là nó đàn áp dân như thế nào, nó khủng bố dân như thế nào, một cái tập đoàn của nó khủng bố dân như thế nào. Đừng có ngồi đó mà đổ thừa dân khủng bố nha. Dân có cái gì để khủng bố? Dân không có một tấc sắt trong ta, lấy cái gì khủng bố? Trong khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam có quân đội, cảnh sát cơ động 113, bộ đội biên phòng bảo vệ tùm lum hết, ai khủng bố ai? Ngồi đó mà hù dân thì đó là những cái gì mà mình gửi lại cho các bạn. Đừng có để Đảng Cộng sản Việt Nam lường gạt, làm cho cái lòng dân hả càng ngày càng sợ sệt. Nó đã hù dân miền Nam 42 năm rồi, 40 gần 43 năm rồi. Nó đã hả nhồi nhét bao nhiêu thứ hả đảng phái của tụi nó vô đồng bào miền Bắc 80 năm rồi. Thì đừng có để cái sợ hãi này tiếp tục lan tràn ra nữa. Hãy nhìn thấy sự thật đi. Đảng Cộng sản đang làm cái gì mình diễn ngược lại là mình sẽ thấy được cái đuôi của nó thôi. Hãy Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm cái gì mình diễn ngược lại là mình sẽ thấy cái đuôi của nó. Thành ra mong là đồng bào trong nước hãy giữ vững lòng tin và càng ngày càng giữ vững tinh thần của mình. Đối với cái Đảng Cộng sản Việt Nam, mình không nên chùn bước, phải càng ngày càng mạnh mẽ lên và bỏ qua cái nỗi sợ hãi để nhìn thấy rõ cái Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay nó tàn bạo như thế nào, nó áp bức người dân thì như thế nào, nó bán đứng dân tộc mình như thế nào, nó đưa giặc vô nhà như thế nào. Thì đó là những cái gì mà hôm nay gửi tới đồng bào trong nước và yêu cầu đồng bào hải ngoại hãy biết dùng cái đồng tiền, cái sức mạnh đồng tiền ở hải ngoại mạnh như thế nào. Nếu mà đồng bào hải ngoại dùng đồng tiền của mình đúng nơi đúng chỗ và đúng lúc thì cái đồng tiền ở hải ngoại rất là mạnh, đó là một cái sức mạnh của đồng tiền. Nó như thế nào? Như hả đồng tiền của Việt Nam đi qua nước ngoài thải xuống đất, cảnh sát lại hả nó bắt về cái tội xả rác, còn đồng tiền ở nước ngoài đi về trong nước, tiền trong bóp người ta, trong người người ta nó còn lôi ra được nữa mà, nó để nó lấy nó cướp mà. Thì đó là cái sự khác biệt của hai cái đồng tiền rồi. Thì các bạn đã thấy là cái sự sức mạnh của nó như thế nào rồi. Thì đó là những cái gì mình gửi lời tới các bạn. Chúc một ngày thật là an lành và hy vọng là cái nỗi sợ hãi không có đàn áp người dân trong nước nữa và tiếp tục mạnh mẽ lên. Xin chào và hẹn gặp lại vào dịp khác. Bye bye.